Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hôm 13 tháng 6 tuyên bác kháng cáo của hai cựu thứ trưởng công an và doanh nhân Phan Văn Anh Vũ trong vụ án liên quan đến 7 lô đất công sản có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, tái khẳng định tính chất nghiêm trọng trong hành vi phạm tội bị cáo buộc của các bị cáo. Theo video trên Facebook của truyền hình Thông tấn, tòa án giữ nguyên mức án sơ thẩm 30 tháng tù đối với ông Bùi Văn Thành và 36 tháng tù đối với ông Trần Việt Tân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai cựu thứ trưởng Công an bị cáo buộc tạo điều kiện để ông Phan Văn Anh Vũ, có biệt danh là Vũ Nhôm, lợi dụng các công ty bình phong của Bộ Công an để thâu tóm các dự án đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi phạm tội của cựu thứ trưởng thành gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo, suy giảm uy tín của ngành Công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm, hội đồng xét xử kết luận theo VnExpress. Hội đồng xét xử cũng tái khẳng định hành vi phạm tội bị cáo buộc của cựu Thứ trưởng Trần Việt Tân khi bác kháng án của ông này, nói rằng hậu quả của Trần Việt Tân nặng hơn ông Thành. Vũ Nhôm cũng bị giữ nguyên án phạt 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vũ từng là Thượng tá Phó trưởng phòng Tổng cục Nam Bộ Công an. Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nova Bắc Nam 79, hai công ty bình phòng của Bộ.